Rồi, chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip mới nhất của mình. Thì hôm nay mình chia sẻ vấn đề là lỗi mà đi xe không chính chủ. Hiện tại thì trong nghị định có nêu là khoảng 5 đến 600 ngàn cho trường hợp lỗi xe không chính chủ. Vậy những trường hợp nào mà mình bị phạt và những trường hợp nào mình không phạt? Rồi trong gia đình mình 4 người mà chỉ có một người mua xe đứng tên, còn những người khác là người ta đi xe của chung một người. Ví dụ gia đình mình 4 người nhưng mà mình mua xe, hay là cha mình mua xe nhưng mà mẹ mình chạy, em mình chạy, hoặc là cho những người bạn bè mình mượn chạy, thì như vậy có gọi là xe chính chủ hay không? Như vậy có gọi là xe có bị phạt, có bị phạm luật hay không? Thì mình chia sẻ theo cái góc nhìn của mình ha. Thì trường hợp xe không chính chủ hiện tại, tức là không còn được sang tên đổi chủ nếu mà xe không rõ nguồn gốc, không có qua nhiều đời nhiều chủ nữa, là nó người ta sẽ ngưng từ ngày 31 tháng 12 năm 2021. Rồi thì còn những xe còn lại thì sẽ có hướng xử lý tiếp theo, nhưng mà người ta xử lý bạn như thế nào thì mình cũng chưa có rõ, tại vì mình chưa có gặp trường hợp mà xử lý xe như vậy. Thì trường hợp người ta xử lý, một là bạn gây tai nạn, hai là bạn đến cơ quan chức năng làm thủ tục sang tên đổi chủ. Thì hiện tại bây giờ là tháng 1 năm 2022 rồi, thì các bạn đến cơ quan mà sang tên, nếu mà xe nhiều đời nhiều chủ không có chủ thì người ta sẽ phát hiện bạn, xe bạn là không chính chủ. Cái thứ hai là bạn đang lưu thông trên đường qua vẹt va chạm nào đó, rồi người ta gọi giao thông lại, rồi người ta sẽ kiểm tra giấy tờ xe của bạn. Nếu mà xe bạn qua nhiều đời nhiều chủ mà chưa sang tên thì đó gọi là không chính chủ. Phạt là hai trường hợp: một là đăng ký xe mới, hai là gặp tai nạn. Còn bình thường mình lưu thông trên đường chỉ cần là cà vẹt xe, bằng lái xe với lại bảo hiểm xe là mình có thể lưu thông, mặc dù cái chứng minh của mình không có giống cái chứng minh của chiếc xe mình đang chạy ha. Mình xin nhắc lại là như thế là mình sẽ được lưu thông và mình đi khắp cả nước, không có ai phạt mình vì lỗi xe không chính chủ, không có ai mà dừng lại hỏi xe này mua bán hay là xe của ai, không ai hỏi về vấn đề đó cả, vì đa số xe các bạn có chứng minh ha, chứng minh của mình, rồi bắt đầu giấy tờ xe, bảo hiểm xe là người khác đứng tên, là mình được lưu thông bình thường ha. Yêu cầu có đủ các loại giấy tờ đó, là bảo hiểm xe, cà vẹt xe ha, là mình được sẽ được lưu thông, chứ không nhất thiết là xe của mình mượn của bạn mình là mình đi ra đường là bị phạt xe không chính chủ. Các bạn hiểu cho rõ vấn đề này nha, như thế là sẽ không có đúng nha. Nó là theo cái góc nhìn của mình. Thì khi mà các cảnh sát giao thông dừng bạn lại, một là kiểm tra hành chánh ha, kiểm tra hành chánh là kiểm tra xem coi giấy tờ xe, cà vẹt xe, bảo hiểm xe, chứng minh của bạn ha. Nếu mà không trùng khớp với hai giấy tờ kia nhưng mà bạn có cà vẹt xe, có bảo hiểm xe thì bạn vẫn được lưu thông bình thường, chứ không phải được tạm giữ là xe không chính chủ nha. Còn kiểm tra dừng lại, cái thứ hai là dừng lại các bạn phạm một lỗi vi phạm nào đó, ví dụ chạy quá tốc độ hay là vi phạm những cái lỗi nhỏ nhặt trên đường, thì cảnh sát giao thông sẽ yêu cầu bạn dừng lại và xử lý bạn ha. Thì hôm nay mình làm rõ với vấn đề đó, mong các bạn hiểu một cách đơn giản thôi, các bạn đừng có hiểu một cách nó phức tạp á, tức là xe của mình không cho ai mượn chạy được ha. Còn trường hợp mà mình giao xe cho người không đủ điều kiện là nó khác, tức là xe mình có bằng lái, có chủ nhân mình đứng tên, mình giao xe cho bạn mình không có bằng lái, thì lúc đó là họ sẽ phạt mình là giao xe cho người không đủ điều kiện, phạt luôn cái người kia chưa có bằng lái, chưa có đủ điều kiện để lái xe, là nó khác nữa. Mình chia sẻ các bạn rõ ha. Thì tóm lại là mình xin các bạn hãy yên tâm ha, xin các bạn hãy yên tâm để lưu thông xe trên đường, nhưng mà mình phải đảm bảo điều kiện là có cà vẹt xe hay là chứng minh, rồi bảo hiểm xe là mình có thể lưu thông được. Còn xe với chứng minh, cà vẹt xe với bảo hiểm với chứng minh nó không có giống nhau là cũng không sao ha. Mong các bạn hiểu 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 rõ nha. Rồi mình xin tạm dừng cái clip ở đây, mong các bạn hiểu hiểu rõ nha.